Ừ, gác đập đi con. Xung sao vụ việc ba cậu bé quậy phá tại Aeon Mall và phản hồi của gia đình khiến dân mạng phẫn nộ. Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng vô cùng bức xúc trước câu chuyện về ba cậu bé có hành vi nghịch ngợm quậy phá tại Aeon Mall. Theo đó, sự việc bắt đầu khi một người phụ nữ đăng tải một đoạn clip tố cáo hành vi liên tục quậy phá của ba đứa trẻ khi cô cùng con gái đang hát trong phòng karaoke của trung tâm thương mại. Do bản thân và con gái liên tục bị làm phiền nên người phụ nữ đã trách mắng vài câu. Thay vì nhận được thái độ hối lỗi hay thờ ơ bỏ đi thì ba đứa trẻ lại trưng ra bộ mặt nghênh ngang, khiêu khích và nói tục, chửi thề ngược lại người phụ nữ. Gác đập đi con. Con á, bữa này cô mua vé cho em, cho bạn này hát rồi, tại sao con quậy phá bạn này? Hả? Mặc dù vô cùng bức xúc nhưng người phụ nữ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, đăng bài nhờ phụ huynh dạy dỗ lại những đứa con của mình cho nghiêm túc hơn. Sao con không vô? Mà chỗ người ta đang hát con nhào vô con quậy. Hả? Con quậy em, tham vọng con mà ra đây. Tại sao? Tại sao á mà con quậy trong đây rồi người ta kêu con ra, con không ra. Con ra ai bỏ nó vô đây? Ai bỏ nó ra đây? Ủa cái đây là cái phòng ở đây người ta đi ra ngoài đây. Con quậy quá. Con quậy quá, cô mới kêu quay phim lại để cho phụ huynh thấy. Cô kêu bảo vệ lại luôn. Con đi đây. Con đi đây. Trời ơi, anh biết bao nhiêu phòng con không vé. Sau khi đoạn clip được đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội, mọi người vẫn còn đang sôi sục trước sự vô giáo dục của những đứa trẻ, thì tiếp tục một người khác đã đăng bài tố ba đứa trẻ này, không những có hành vi quấy rối bằng những câu nói nhạy cảm, mà còn mạnh dạn khoe họa mi của mình trước mặt cô em gái. Khi làn sóng phẫn nộ của cộng đồng mạng đang dâng lên gần tới đỉnh điểm, thì một tài khoản Facebook xuất hiện, tự nhận là người nhà của ba đứa trẻ, đã thay mặt con cháu trong nhà đưa ra lời xin lỗi chân thành. Cùng với đó là những lời chia sẻ từ tận đáy lòng như kiểu: cháu nó ở nhà ngoan lắm, con trẻ hiếu động, chị đừng trách nó nha. Mình người lớn mà đi hân thua với con nít cũng không tốt. Em mong chị dừng lại trước khi quá muộn. Lỡ tụi nó làm điều dại dột thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Cha mẹ nó xem được clip rất tức giận, định tìm chị nói chuyện mà em ngăn cản lại. Tuy nhiên sau khi đọc lại những dòng tin nhắn, những lời xin lỗi của phụ huynh, cộng đồng mạng lại ngỡ ngàng và tự nghi ngờ vấn đề đọc hiểu của bản thân, vì không biết có thật đây là những dòng tin xin lỗi toàn tâm toàn ý hay là đang đe dọa, dọa nạt người khác. Thế nên mọi người đã phẫn nộ, nay lại càng cảm thấy phẫn nộ hơn bao giờ hết trước cách dạy con hổ báo và bênh vực con bất chấp đúng sai của gia đình. Nắm bắt được những làn sóng bức xúc của cộng đồng mạng và những bất ổn do ba thiếu niên gây ra, cơ quan chức năng đã chính thức mời ba đứa trẻ về đồn làm việc. Tại đây, ba mầm non của đất nước thật sự ngoan ngoãn, tỏ ra ăn năn hối lỗi và hứa không tái phạm nữa. Mặc dù vậy, dân mạng cũng cảm thấy hết sức quan ngại về tương lai không xa của những đứa trẻ này, không phải chỉ vì sự hiếu động của tuổi trẻ mà còn vì sự giáo dục của gia đình. Hành động đổ lỗi, đổ trách nhiệm lên người khác và bên con vô tội vạ rất có thể sẽ đưa những đứa trẻ vốn ngoan tiếp tục ngựa quen đường cũ. Một số bình luận được dân mạng để lại: bé ở nhà rất ngoan ngoãn lễ phép, nhưng được cái bé ít khi ở nhà, tại toàn là vào Aeon quậy không à. Nhỏ mà cái mỏ hổn thế, xứng đáng ăn bàn tay phải. Trẻ con như vậy thì đã biết được tương lai thế nào rồi. Làm ơn dạy bảo lại cháu mình trước khi quá muộn, để sau này không phải học thuộc lòng câu. Kính thưa hội đồng xét xử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.